tại sao người ta lại khoách một lỗ ở ghế nhựa? Ngày xưa ngồi chào cờ toàn lấy bút chọc thằng ngồi trên. Để lúc lấy ghế sẽ có một luồng không khí đi qua giúp chúng ta kéo ghế ra dễ dàng hơn, nhưng chủ yếu là để đánh rắm. À đâu? Lỗ thông rắm. Quét lỗ trên ghế để mỗi lần đánh rắm xì hơi cho hơi thoát ra ngoài. Để mày đánh rắm nó lọt qua lỗ đấy. À. Để khi có người đánh rắm nó sẽ xuyên qua lỗ đó, không tác động khí nén lên mặt ghế nữa, nên ghế bền hơn. Để ai bị trĩ ngồi vẫn thoải mái, thoáng mát, có thể lắp thêm quạt thông gió cho những ai hay thải khí độc. Wow. Thoát khí nha, các bạn gọi là khí hư. Vừa biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nam sinh 2K3 được bố dẫn đi mua ô tô giá chỉ 1 tỷ vì lời hứa đỗ tốt nghiệp là có quà. Ăn thua gì, tôi thi xong cấp 2 được ba mẹ tặng luôn cho một cái xẻng với một cái thuốc da đồng làm. Ngày xưa thi lên cấp 3 tao đậu đại học chăn nuôi xong bố mẹ tặng cho một con bò với một cái dây, ngày nào cũng cầm 20 chục triệu trên tay chán. Võ Thị Kim Anh trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, thủ khoa khối A kiêm luôn thủ khoa toàn quốc với 30 điểm, em luôn ngủ trước 12 giờ đêm. Một số 2K3 bê lai. Em này giống mình thật đấy, ngày xưa mình đi học cũng toàn ngủ trước 12 giờ, nhưng em lại khác anh là bây giờ anh đang tổ trưởng tổ sách vữa trên Hà Nội. Nhưng em dậy học lúc 12 rưỡi đêm thì em không nói, nhưng chúc mừng em vì dù sao thì em cũng quá giỏi. Học giỏi, xinh gái thi thủ khoa mọi thứ rất hoàn hảo, nhưng rất tiếc em sẽ không bao giờ có được tôi. Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Giờ ăn cơm với bố mẹ mà TV phát lên cảnh này thì thật là thảm họa. Thủ khoa kiểu, em chỉ học nội dung trong sách giáo khoa thôi, áp dụng công thức là ra à. Tôi vẫn không thấy bất ngờ bằng ông anh tôi học chuyên hóa ngày nào cũng 10 giờ đi ngủ, và ông ý đạt huy chương bạc hóa quốc tế, đúng là thiên tài với người bình thường khác nhau lắm. Bí kíp mới để trở thành thủ khoa, ngủ trước 12 giờ đêm, chứ không phải là làm được hai yếu tố là câu dễ các bạn không được làm sai và phải làm được các câu khó. Mong là mẹ mình không xem được ảnh này. May mà mình ngủ sau 12 giờ không thì thủ khoa mất rồi. Thủ khoa khối A không chỉ học giỏi mà chơi game cũng giỏi. Anh chàng đang đạt danh tinh anh phố cấp Liên Quân Mobile, từng nằm trong top 100 máy chủ Việt Nam. Wow. 4 nhanh trí tải Liên Quân về. Không những thế anh còn được trao giải thưởng hàng trăm chiếc thiết bé ngoan khi mới chỉ 4-5 tuổi. Vào năm thi cấp 3 anh lọt trong top hơn 7 tỷ người thông minh nhất thế giới. Chỉ tiếc là Vĩnh Dragon đang bận chống dịch nên không đưa tin này lên cho ba mẹ xem được. Hồi còn đi học tôi dành 14 tiếng chơi game, 2 phút xếp sách vở. Đang ế lâu ngày tự nhiên có một em xinh xắn, trắng trẻo, có việc làm ổn định tới làm quen thì phải làm gì bây giờ ạ? Tao cứ bị sợ hãi, nghi ngờ kiểu gì ấy. Thích thế còn gì, khéo còn đòi cưới sớm ấy, mà nhanh lên chứ nó bụng sắp to, đẻ đến nơi rồi đấy. Hỏi xem em ấy có ngén ăn gì không? Không biết là có yêu hay không, nhưng mà nó có rủ đi đọc lệnh thì đừng có đi nhé. Quá chuẩn luôn. Bỏ hoặc bình phong hoặc cả hai, chọn đi. Messenger của con gái ít
nhất 20 anh nhắn tin liên tục. Hả? Nét tên con trai cũng nhắn tin cho 20 cô mà không cô nào đáp. Thế nên chỉ tội mấy ông yêu thật lòng như mình. Sự việc không như anh nghĩ, anh nghe em giải thích đã. Yêu nhau được 8 năm, đã 3 lần tôi tán tỉnh cô gái khác, tự đánh mất bản thân, em tha thứ nhiều lần, nhưng rồi cô ấy mở lòng với người khác, liệu tôi còn cơ hội không? Quá táo đấy, luật hoa quả không chừa một ai. Còn chứ, còn đúng cái mịt. Sức chịu đựng của người con gái cũng có giới thiệu, luật hoa quả sẽ mang quả táo đến cho bạn thôi để bạn biết thế nào là lễ hội. Ôn văn lệch tủ, nam sinh lấy hết cảm xúc từ tình yêu đơn phương 3 năm của mình để làm 3 trang giấy bài sóng, đạt 7,5 điểm. Vậy là tôi xui luôn, có yêu ai đâu, hèn gì văn 3,5 điểm. Mình đem chuyện tình cảm mình ra làm chắc lạc đề quá. Em lấy tình yêu đơn phương để viết bài sóng được 8,5 này, không báo nào đưa tin à? Không hề ôn bài này, chỉ dựa vào tình yêu những lúc cơm chó của người ta vẫn làm gần sang tờ thứ tư. 7,5 điểm. Mới yêu đơn phương 3 năm đã được 7,5 điểm như mình chắc đỗ thủ khoa rồi. Có người yêu rồi mà vẫn bảo chưa có, gặp ai cũng nhờ giới thiệu là kiểu người gì? Kiểu gì? Kiểu không được học về sự thành thật trong sách đạo đức lớp 4 trang 25 phần 2 dòng thứ 16 vậy. What the hell? Như tôi có người vợ vẫn xin phép đoàng hoàng các vợ kiếm thêm người yêu, có làm sao đâu. Có nghe chưa? Án câu hỏi IQ là A, lưu ý, mỗi hàng ngang, ba hình tam giác, tròn và thang lần lượt xuất hiện cùng các chấm tròn, chỉ hoán đổi vị trí, hàng ngang thứ 3 đã có hình tròn và thang với 2 và 1 chấm. Chúc mừng bạn quê hương tôi đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau, Vũ Đức Vlog, Đờ An, Nhín Di Mix, Quang Trinh Phạm, Leo Âu, Bùi Văn Tiễn, Ronan Tin Cao, Duyên Ami, Anh Tú Nguyễn, Thuận Sáo cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.